Có nói với các vị có một câu chuyện mà tôi kể là một đồ tể mà ngang cửa chùa tôi đó. Ông làm đồ tể là thật ra đó thì khoảng 1 giờ là thường khi là ông thức dậy, ông bắt nước và ông mài dao là ông đâm heo rồi. Và đêm nào cỡ khoảng 1-2 giờ là nghe tiếng heo kêu đối diện trước chùa, là thầy tôi phải ngồi thức dậy niệm Phật. Mặc dầu ngang xong xó cửa chùa đó nhưng mà một nghề đồ tể đó. Thì hôm đó đó sao mà tình cờ ông ngủ quên đi, cho đến 4 giờ mới giật mình thức dậy. Thì ông mới lui cui ông cũng đun nước để ông chuẩn bị làm heo tiếp. Thì bỗng hôm đó ông xong nghe tiếng chuông chùa. Nghe tiếng chuông chùa vọng trong lòng, có ông nghe được những tiếng từ xa vắng giữa đêm khuya như vậy. Tự nhiên một cái hạt giống lành nào đó thôi thúc ông tỉnh ra một cái điều gì đó. Ông nhận ra ông đang đi trên con đường tội ác. Ông thấy so lại với những tiếng chuông chùa, ông thấy thanh bai trầm ấm, hiền thiện quá. Tại sao ông tạo những ác nghiệp này? Và ông nhìn lại, ông đã từng làm mỗi đêm như vậy là bao nhiêu con heo, và đã bao thời gian là bao nhiêu năm rồi. Và ông cảm thấy là ông run người khi mà ông chuẩn bị là ông làm điều đó. Và ông cảm thấy làm điều đó toát cả mồ hôi trong người. Hôm đó là ông không làm tiếp tục con heo đó, ông phóng thích con heo đó luôn. Và sáng hôm sau đích thân ông đi qua bên chùa, ông xin được cạo đầu và ông xin mỏ chuông về ông tụng kinh. Và kể từ ngày hôm đó ông bỏ cái nghiệp làm heo và ông học đi hốt thuốc để ông hốt thuốc từ thiện. Và suốt ngày lúc nào thay vì tiếng heo kêu, bây giờ là giờ nào ngay nhà ông cũng nghe tiếng gõ mõ tụng kinh hết. Thì cái đó tôi xem như là con người đang đi trên ác nghiệp, nhưng mà cái duyên lành nhiều kiếp nó đã có, chưa có điều kiện để phát triển hay là chưa có điều kiện để nảy nở. Hôm nay đột nhiên nhân duyên nó đã tới lúc chín mùi, tức là thiện duyên này đang ngủ ngầm, tiềm ẩn và nó đang sống lại. Cho nên đó là một cơ hội, chỉ cần ngủ trễ có vài tiếng đồng hồ thôi, tất cả mọi việc trong cuộc đời ông đã được lặp lại. Và ông đã bắt đầu ăn năn sám hối với con đường lành. Đó là điều quá may mắn cho ông. Tôi xem đó là những người mặc dầu đang đi trên đường ác, nhưng vì có thiện duyên ở trong lòng đã gieo trong nhiều đời, cho nên nó có những lúc để nảy nở và kéo mình quay trở lại. Đó là may mắn của cuộc đời. Xin thưa các vị, còn việc này là tại Úc. Tôi cũng đã tiếp chuyện với một người Phật tử mà rất là thân quen, hôm nay cũng có ở đây nữa. Các vị đón được ai thì các vị cứ đón. Nhưng đại khái nó là như thế này. Cô này chưa bao giờ biết ăn chay và tu niệm gì hết. Mặc dù cũng có những cái việc làm phước, cũng có những cái cuộc sống không phải là xấu, nhưng mà thèm ăn á, các cái đồ biển á, loại gì cũng ăn, mà ăn tươi mới ăn, chứ ăn chết là không ăn. Thịt con này con kia là đặt nguyên con chứ không phải là mua ký. Bò là phải đặt nguyên con, cái gì cũng đặt nguyên con như vậy. Ăn uống cổ nó là cổ, có nghĩ ở trên đời dại gì mà không ăn. Vậy thôi, chỉ nghĩ là trên đời mình có cuộc sống này á, dại gì mà không ăn, thế này thế khác, trời đất gì đó sanh ra mấy con này để cho mình ăn. Thì cổ cứ nghĩ như vậy và cổ cứ ăn tới vậy thôi. Nhưng bên cạnh đó cũng rất là tốt, con người cũng biết lẽ phải, biết đạo đức, biết này biết kia, nhưng trong cuộc sống là như vậy. Thì tình cờ một hôm cô nằm chiêm bao, cô thấy á, một bà già. Cái mặt là bà già nhưng mà toàn thân là một con bò. Mà cổ đã từng ăn bò bằng cách là thui nguyên con gì đó, như vậy đó, rồi ướp nguyên con như vậy, rồi xẻo từng miếng để ăn đó. Thì hôm đó cô thấy y chang như vậy. Mặt thì một bà già mà bản thân là một con bò. Trên thân bò này nó ướp đầy đủ các thứ gia vị, và cũng có những cái màu giống như màu thui, màu nướng, màu gì bình thường như vậy. Và bà này có một điều đặc biệt là tay này bà gỡ thịt của tay kia bỏ vào miệng ăn. Tự mình ăn thịt của chính mình, ăn một cách rất ngon lành như vậy, rồi hết tay kia gỡ thịt của tay nọ ăn tiếp. Sau khi một giấc chiêm bao tỉnh dậy là cổ đã bỏ hoàn toàn, chấm dứt cái chuyện mà ăn uống như vậy luôn. Một người chưa bao giờ biết ăn chay vào một ngày, nhưng kể từ ngày hôm đó dứt phát trở nên một con người ăn chay trường và không bao giờ lặp lại chuyện ăn mặn nữa. Là cái chuyện đó các vị thấy như một giấc mơ, nhưng mà chúng ta thấy đó là một thiện duyên đó. Cuộc đời chúng ta đang sống như vậy, đang trên ác nghiệp như vậy là do chưa có lý do để chúng ta tỉnh ngộ. Nhưng mà chính những phước báo trong cuộc đời mình đã tạo,
nó có một lúc nào đó nó sẽ có một phương hướng gì đó để nó cứu cuộc đời của mình, cứu cuộc đời của mình. Các vị thấy ở đây là quan trọng. Cho nên khi tu và học, chúng ta nên nhớ rằng may mắn lắm chúng ta mới mặc được chiếc áo lam trên người, may mắn lắm chúng ta mới được là người Phật tử. Xin thưa các vị, nhưng mà Phật Pháp muốn nghe được không phải là chuyện dễ đâu. Đức Phật đã từng dạy: nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Khó nghe không phải là lỗ tai này điếc không nghe được, nhưng mà nghe mà không có thích, nghe mà không có hiểu, và nghe mà không có sanh lòng tin, đó là chúng ta thiếu phước duyên. Những người chống bán với Phật giáo, đối với tôi hay đối với người đạo Phật là chuyện bình thường. Họ là người đáng thương thôi chứ không có gì cả. Rất tiếc trên cuộc đời này mà một thân người như vậy, có hiểu biết như vậy mà Phật Pháp không được tiếp nhận, rất tiếc cho họ đi. Họ có thể họ kéo dài đời sống của họ trải qua một thời gian nào đó, nhưng rồi khi không có Phật Pháp để dẫn dắt họ thì cuộc đời sẽ đi về đâu. Và một đời này chỉ là một cái điểm nhỏ trên dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Chúng ta sống 70 tuổi, 80 tuổi trên cuộc đời chỉ là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận. Chúng ta đã từng sinh đi tử lại trong vô lượng kiếp, và nếu chưa thành Phật, chưa giải thoát, chúng ta sẽ tiếp tục sinh đi tử lại trong vô số kiếp tương lai. Mà sinh ra một cái gì tôi hoàn toàn chưa biết được. Trong sáu nẻo này, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các vị là một thân thể nào trong tương lai tôi đâu có biết. Là một loài trời, một loài Atula, một loài người, một loài súc sinh, một loài ngạ quỷ, một loài nào đó, làm sao tôi biết được. Và nói thẳng ra, trong một kiếp để làm người thôi, các vị là một người gì chắc gì biết được. Người ở Mỹ, ở Việt Nam, ở Châu Phi hay là ở Úc, trong ở các nước đó chúng ta là người nam hay là người nữ, chúng ta người giàu hay người nghèo, chúng ta người nguyên dạng hay là tật nguyền, chúng ta người khôn ngoan hay là ngu si, cái này nó lại vô số thứ khác nhau nữa. Cho nên ở đây chúng ta hoàn toàn không xác định được tương lai của bất cứ một ai là cái gì. Quan trọng nhất hãy dựa vào những gì mình đã từng sống. May mắn trên cuộc đời có cơ hội gặp được Phật Pháp là điều để cho chúng ta biết được đâu là tốt, xấu, thiện, ác, để chọn cho mình một lối để đi. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này nếu không có duyên mai thì chúng ta sẽ trầm luân sanh tử, hay là chúng ta sống giữa cuộc đời này mà chúng ta thấy rằng mình sống như một quán tính của kiếp người. Cứ ăn, cứ làm, cứ cho những điều đó là có tội hay không gì đó, chúng ta cứ cho. Chúng ta có quyền ăn, chúng ta có quyền giết, chúng ta có quyền các loại, miễn chúng ta không vi phạm luật pháp là chúng ta yên tâm rồi. Nhưng mà cái điều đó là quy luật của cộng đồng, của tập thể. Còn bên cạnh đó, dưới cái nhìn của Phật Pháp, các vị đừng có quan niệm lầm lạc rằng những gì Đức Phật dạy là chủ trương cho người Phật giáo. Ai hiểu vậy là sai lầm. Đức Phật không mổ nói một điều gì để dành cho người Phật tử cả. Đức Phật là một con người thấy như thật về quy luật của cuộc đời. Cho nên tôi nói hoài các vị may mắn là một người học được Phật Pháp và là người Phật tử là chỗ này. Tại vì cái việc nhận ra của Đức Phật á, tội phước nhân quả vô thường luân hồi nghiệp báo đó, cái này Đức Phật chỉ nhận ra là một quy luật của cuộc đời, chứ không phải là nhận ra những điều này là Đức Phật đặt ra để cho người Phật tử phải chịu như vậy. Có người hiểu lầm, người Phật tử mới tội phước, người Phật tử mới luân hồi, người Phật tử mới nhân quả. Còn tôi là đạo khác, tôi không tin đạo Phật, tôi không tin gì hết, thì tôi không rơi vào cái đó. Ai nói vậy là lầm. Tin hay không là quyền của các vị. Đạo Phật cũng không cần ép các vị tin, cũng không phải đầu độc các vị tin, cũng không cần mua chuộc bất cứ một cá nhân nào để tin. Cái chuyện đó ăn thua gì đó với người Phật giáo? Không ăn thua gì hết. Lời Đức Phật đi truyền ra một sự thật như vậy, anh giữ được thì tốt cho bản thân anh trong đời này và đời sau. Anh không giữ được, anh chịu trách nhiệm trước hành động đó, chứ không phải anh làm tôi chịu. Trên đạo Phật không bao giờ thóa mạ và chỉ trích bất cứ ai làm ác trên cuộc đời này. Các vị thấy là cái điều này quan trọng. Đạo Phật mà chỉ trích người làm ác là không đúng. Bởi vì không phải họ làm ác mà mình chịu, mà người đạo Phật phải thương những người làm ác mới đúng. Và người đạo Phật được học Phật phải thương những người không phải Phật giáo mới đúng. Bởi vì những người đó, người ta bị đầu độc một quan niệm sai lầm để chết một cuộc đời, rất tiếc. Tôi nói thật với các vị, đối với những người không phải là đạo Phật, tôi thương chứ tôi không có cái ý niệm gì hết. Ở đây á,
Các vị đừng nghĩ rằng tội phước là Phật đặt ra là sai. Tôi đã từng nói trong một số bài giảng rồi, tôi nói những gì Đức Phật giới thiệu với cuộc đời nó giống như sự khám phá của Newton vậy đó. Newton là người phát minh ra lực hút của trái đất, tức là lực hấp dẫn, phải không? Nhưng mà phải có Newton mới có lực hấp dẫn không? Đâu có phải, đúng không? Trước khi ông ra đời, trái đất này có lực hút không? Có chứ không có chúng ta bay ngoài lơ lửng ngoài không gian hết trơn trọi hả? Phải không? Trước khi Newton ra đời đã có lực hút của trái đất rồi. Nhưng mà Newton là người đặc biệt hơn, sống trong một thời cuộc đó để đánh một dấu hỏi. Sau khi thấy cái trái táo mà rơi xuống mà không rơi lên, ông nói là tại sao trái táo rơi xuống mà không rơi lên? Và đó là phát minh khởi đời điểm cho sự phát minh về lực hấp dẫn. Để sau này chúng ta dựa vào lực hấp dẫn đó, chúng ta mới phát minh ra được phi thuyền, quả tiễn, tàu bay, tức là những loại ngoài đi ra ngoài không gian. Như vậy thì chúng ta hiểu được điều này để nói lên điều gì? Tôi muốn dẫn chứng cái gần để các vị nhìn lại cái xa. Có nghĩa là các vị cứ nghĩ rằng vô thường, nhân quả, tội phước là trong đạo Phật. Có nghĩa là Đức Phật đặt ra điều đó để nói cho người Phật tử. Ai hiểu vậy là bậy bạ, là sai lầm, là phiến diện. Trước khi Đức Phật ra đời có sanh tử không? Có vô thường không? Có nhân quả không? Có tội phước không? Sao có hết vậy? Có tất cả, nhưng mà tại sao vậy? Tại chúng ta không đủ trí tuệ như Đức Phật để nhận diện ra sự thật về điều này. Người ta vẫn chấp nhận đó như một quy luật, như một sự thật như vậy. Và Đức Phật đã từng đánh dấu hỏi với cuộc đời mình là tại sao con người có khả năng giải thoát mà lại chấp nhận số phận sanh già bệnh chết đau khổ như thế này. Và chính câu hỏi đó cho nên Đức Phật đã trả lời được câu hỏi này sau khi Ngài giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Các vị phải thấy được chỗ này. Và như vậy, khi Đức Phật giới thiệu với chúng sinh trên cuộc đời này, không phải nói cho người Phật tử, mà nói như vậy, mang tính cách là quảng đại như vậy. Nó một sự khám phá của một nhà khoa học, hay tìm ra một loại vi trùng, hay là một loại thuốc để chữa bệnh cho tất cả chúng sinh của các nhà bác học hay là y học, những vị bác sĩ, vân vân như vậy. Thành ra điều này chúng ta nếu nhìn nhận là cái đế riêng của đạo Phật là sai lầm. Cho nên rất tiếc rằng những người bị đầu độc bởi một học thuyết sai lầm, để cuối cùng chúng ta nghĩ là người Phật tử mới chịu như vậy, còn tôi không phải Phật tử, không phải chịu. Xin thưa các vị, giữa Phật tử và không Phật tử nó khác nhau con điểm à. Các vị Phật tử, các vị được học những cái học thuyết này, cho nên các vị làm những điều đúng sai tội phước, các vị biết là đúng sai tội phước. Còn cái người do không có học cái này cho nên làm sai mà không biết mình sai, nó khác nhau điểm đó thôi, chứ không phải là người kia sai để có ai bao che để ẩm về thiên đàng. Bậy bạ chưa từng có. Đó một lời luống dối mà chưa có bao giờ có thực trên cuộc đời này. Một lời vô trách nhiệm cho một tương lai của kiếp người. Xin thưa các vị, cho nên tôi mới cảm thấy rằng ngàn đời là chúng ta lại với Đức Phật, chúng ta còn chưa cảm thấy rằng thỏa mãn nữa. Một con người phải nói trí tuệ siêu việt, và có một cái điều mà có một không hai trên thế giới này. Phải nói rằng những gì Đức Phật đã dạy bao nhiêu ngàn năm nữa, nó cũng vẫn như vậy mà thôi. Dầu trí tuệ của loài người, cái khoa học này có phát triển đến đỉnh cao cỡ nào, thì càng lý giải về những điều của Đức Phật dạy nó sáng tỏ hơn, chứ chưa bao giờ bị lu mờ và có vấn đề vấp ngã trên cái vấn đề học thuyết này bao giờ. Là một điều tuyệt vời ở chỗ này. Cho nên chúng ta có nhân duyên và phước báo lắm, chúng ta mới là người Phật tử. Các vị có thể làm được bao nhiêu phần trăm lời Phật dạy tùy hoàn cảnh khả năng của các vị. Cái điều đó đối với đạo Phật không quan trọng. Quan trọng nhất là các vị biết mình làm đúng sai tội phước đi. Hôm nay làm chưa được, mai làm chưa được, mốt làm chưa được, một năm sau, hoặc 5 năm sau, 10 năm sau, và trong cuộc đời, một chuỗi dài nào đó, biết nó đã sai, thì có ngày chúng ta sẽ khắc phục. Chỉ có điều không biết đúng sai tội phước, cho nên chúng ta mới chết ở trong cái này nè. Đó là cái điều mà vô cùng quan trọng phải để ý. Cho nên không có nhân duyên học được Phật Pháp, thì có đối diện trước Đức Phật, cũng như vậy mà thôi, cũng không có ý nghĩa gì trên cuộc đời này. Chúng ta đã từng đọc sử Phật giáo, chúng ta đều biết vua Tỳ Lưu Ly không? Tỳ Lưu Ly đã từng là đi cất binh sang để từ đất nước của ông đó, ông qua Ca Tỳ La Vệ, từ thành Xá Vệ mà kéo binh qua tới thành Ca Tỳ La Vệ để tàn sát dòng họ Thích. Mà trước khi tàn sát đó đó, Đức Phật đã ngồi chặn đầu cái đoàn quân của vua Tỳ Lưu Ly là bao nhiêu lần? 3 lần như vậy.
đúng không?